mến, manga là một nét đặc trưng của văn hóa Nhật Bản. Không chỉ được yêu thích trên toàn cầu, mà từ lâu manga đã được đông đảo các bạn trẻ Việt Nam đón nhận. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với một vài chia sẻ của những người bạn tham gia một sự kiện hết sức thú vị với tên gọi Huế Matsuri. Chương trình Huế Matsuri đến đây là cũng là để giới thiệu văn hóa này cho các bạn họa sĩ trẻ và phát triển cái nền văn hóa manga này ở Việt Nam. Với mình thì manga là một kiểu hình nghệ thuật được truyền tải qua tính cách, góc nhìn của tác giả đối với thế giới. Thông qua manga mình sẽ biết nhiều hơn về văn hóa Nhật Bản, một đất nước sôi sục hoành đào. Mình cũng biết thêm được khá nhiều về lịch sử của anime và manga thông qua những cái tác phẩm và tác giả của họ. Nằm trong chuỗi sự kiện Festival Huế 2023, đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngoại giao hai nước Việt Nam và Nhật Bản, Huế Matsuri hứa hẹn đưa các bạn trẻ đến với hành trình khám phá thế giới thực của manga. Góc nhìn trẻ số này, hãy cùng theo chân Bảo Linh để cùng khám phá các bạn nhé! Di tích Quốc Tử Giám, không gian giao lưu văn hóa độc đáo thu hút du khách trong những ngày diễn ra chuỗi sự kiện Huế Matsuri. Sự kết hợp giữa nét đẹp lịch sử cung đình Huế và văn hóa truyền tranh Nhật Bản đã mang đến những trải nghiệm đặc biệt cho cộng đồng manga nói riêng và đông đảo cả bạn trẻ cổ đô nói chung. Với những ai yêu thích thế giới truyền tranh đều bị lôi cuốn bởi cả cuộc phiêu lưu hấp dẫn những nhân vật manga nổi tiếng. Ẩn sau mỗi tác phẩm là tình yêu và sự đam mê của các tác giả đến từ đất nước Hoa Anh Đào để tạo ra thế giới truyền tranh đa sắc. Huế Matsuri 2023 chính là một cuộc hành trình khám phá thế giới thực của manga và anime. Đến với lễ hội, các bạn trẻ không chỉ được tham gia chuỗi hoạt động hấp dẫn tại hơn 10 gian hàng, mà còn có cơ hội giao lưu cùng các nghệ sĩ, cosplay thành những nhân vật anime yêu thích. Các bạn trẻ như lạc vào thế giới thực của manga, nơi hình ảnh kể chuyện tại triển lãm Digital Manga. Quyển sách manga khổng lồ đầy màu sắc không chỉ là điểm check-in ấn tượng mà còn giúp các bạn trẻ tìm hiểu, khám phá về quy trình vẽ nên những tác phẩm nổi tiếng. Là một fan lâu năm của anime và manga thì sau được trải nghiệm này với Digital Manga thì mình cảm nhận được một cái gì đó nó gần gũi hơn. Mình có thể nhìn thấy nó bằng một cách nó rõ ràng hơn. Nó không còn là một cái hình ảnh gì đó trong truyền nữa. Mình hy vọng Digital Manga có thể mang lại cho giới trẻ một cái gì đó mới, đẹp đẽ hơn. Dàn mô hình đẹp mắt tại Lucy Raquel là không gian độc đáo với các bộ sưu tập Model Kit and Figure. Không gian đã thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ tham gia lễ hội. Nhà xuất bản Kim Đồng, một địa chỉ quen thuộc của các tín đồ yêu truyền tranh. Gian hàng này đã đem đến một sân chơi bổ ích dành cho các fan manga, anime và cosplay có dịp kết nối giao lưu. Nhà xuất bản Kim Đồng là một nhà xuất bản khá là lâu đời ở Việt Nam và cũng là một nhà xuất bản đã mang đến văn hóa manga từ Nhật về Việt Nam. Và đối với mình thì nhà xuất bản Kim Đồng như là một nền cho cái sự phát triển manga ở Việt Nam ạ. Clip Studio Paint là một phần mềm nghệ thuật có công cụ đa dạng, bàn chải ẩn và một số tính năng thiết thực nhằm mang lại cho các nghệ sĩ anime một thế giới riêng trong quá trình sáng tạo của họ. Khi tham gia workshop với phần mềm hội họa đặc biệt này, các bạn trẻ yêu thích vẽ tranh đã được thử sức và có nhiều trải nghiệm thú vị. Clip Studio Paint là một cái phần mềm được sản xuất ở Nhật Bản để hỗ trợ các họa sĩ chế tác những cái tác phẩm nghệ thuật giống như là manga, webtoon hoặc là những cái bức vẽ illustration. Workshop này thì bọn mình mang đến laptop và Wacom để các bạn trẻ trải nghiệm vẽ ở trên cái phần mềm của chuyên nghiệp của các họa sĩ. Hãy
Trong khuôn khổ Huế Matsuri, các bạn học viên đến từ trường Quốc học Huế và sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ đã có buổi biểu diễn nghệ thuật với mong muốn gửi gắm nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam, giao lưu quảng bá rộng rãi hơn đến đất nước Nhật Bản. Buổi hoạt động ở lễ hội đều bổ ích, đem đến cái nhìn sâu rộng hơn với người trẻ về sự sáng tạo và câu chuyện hậu trường đằng sau ngành công nghiệp manga. Điểm nhấn của lễ hội lần này là sân khấu ca nhạc với tên gọi Manga Night, với sự tham gia của các nghệ sĩ được yêu mến như Pai, một idol trong lĩnh vực anime, Thái Trinh, Lena và ban nhạc Red Light Band. Trong tour diễn vòng quanh châu Á, Pai lần đầu tiên xuất hiện tại sân khấu Huế Matsuri với sự mong chờ của những bạn trẻ yêu thích anime. Cô mang đến những ca khúc gần gũi thân quen trong các bộ phim nổi tiếng của đất nước mặt trời mọc. Ca sĩ Thái Trinh được yêu thích bởi cả ca khúc cover nhạc quốc tế Triều Viu. Giọng ca ngọt ngào đầy cảm xúc bởi cả ca khúc Nhật Bản đã mang đến đêm nhạc đầy sâu lắng. Cả bạn trẻ đã được đắm chìm vào đêm nhạc đầy thăng hoa với nhiều bản hit từ những thể loại khác nhau của âm nhạc Việt Nam và Nhật Bản. Huế có rất là nhiều tiềm năng để mà có thể phát triển trở thành một cái trung tâm manga anime của Việt Nam. Thông qua cái loại hình nghệ thuật manga anime, chúng ta có thể truyền bá văn hóa Huế, những cái giá trị mà Huế muốn bảo tồn ra đến thế giới. Mình mong rằng là thông qua cái sự kiện này thì cái mối quan hệ giữa hai nước ngày càng thắt chặt hơn nữa, và chúng ta sẽ có thể tạo ra được những cái giá trị mới cho cả hai bên. Hai ngày hội sôi động của Huế Matsuri là chuyến tàu trải nghiệm đưa cả bạn trẻ một lần khám phá vẻ đẹp cổ kính nên thơ của cố đô Huế qua lăng kính của manga. Sự giao thoa văn hóa đã mang lại một làn gió mới cho một thành phố giàu bản sắc văn hóa truyền thống, qua đó truyền cảm hứng cho người trẻ đang tìm hiểu, quan tâm đến giá trị lịch sử và giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản.